Vâng, chào các bạn. Vậy là một tuần mới đã bắt đầu. Xin được chúc tất cả các bác, các bá, anh chị, các bạn chúng ta có tuần làm việc thật vui vẻ. Vừa rồi thì 2 ngày, 25, 26 thì diễn ra cái sự kiện tổ chức trưng bày hoa lan lớn nhất toàn quốc ở tại Công viên Thống Nhất. Thì chắc là rất nhiều anh chị, các bạn chúng ta đã đi xem và tham dự cái cuộc trưng bày triển lãm đấy. Thì cũng rất là thành công và mang lại rất là nhiều cái cảm xúc về thế giới lan rừng. Thì ngày hôm nay thì em xin phép được quay trở lại với chương trình bán hàng cũng như là quay các video về vườn lan Trung Mã Cao Bằng. Các bạn quan tâm đến những sản phẩm và những loài hoa ở tại kênh YouTube nhà em thì chúng ta hãy gọi điện qua số điện thoại 0949 26 1918 để được đồng hành và mua những sản phẩm hoa phong lan từ kênh Hoa Lan Vườn Lan Trung Mã Cao Bằng nhé. Nay thì em sẽ vẫn tiếp tục trong cái chuỗi series bán hàng lan phi điệp mà các đầu ngọn lá và các lá của nó mang những hình thái khác. Em bán với giá là 300.000 cho một cái bộ sản phẩm đấy, gồm có 10 giò, 10 chậu kỳ. Thì xíu nữa thì em sẽ quay cho các bạn chúng ta cùng nhìn thấy những cái chậu lan mà em chia sẻ cho quý vị anh chị các bạn ở trong chương trình này. Đầu tiên thì em muốn quay cho tất cả các bạn một số cái mầm màu hồng trong cái tiêu chí mà 300k cho một gói combo đấy. Đấy. Ở đây là những cái mầm mà em bán trong cái tiêu chí gam màu hồng. Đây. Là những cây mà được em tuyển chọn ở vườn của em. Đấy. Cây này hoàn toàn là cây xổ số. Hoàn toàn là cây xổ số. Thường là những cây màu hồng ấy, thì nó ngắn hơn. Nó ngắn hơn những cái cây màu khác. Ở đây có một cây dài. Và cái số lượng cây mà những cái cây mà mầm của nó màu hồng ấy, thì thưa tất cả các bạn yêu lan là tỷ lệ của nó cũng rất là ít thôi. Để quay cho cơ bản cho các bác cơ bản những cái mầm của nó màu hồng thì có thể là cả một luống như thế này của em cũng chưa thấy một cây nào màu hồng cả. Đấy. Đây là vì cái độ khan hiếm cũng như là cái sự ít ỏi của nó ấy. Nên là các anh chị các bạn chúng ta nếu mà bác nào mà sưu tầm được ấy, về sổ được hoa đẹp thì em cũng được xin được đồng cảm và chúc mừng. Đấy. Đây là những cái gam cây màu hồng, quay cho các bạn tổng quan qua và xem qua. Đấy. Ở luống bên này còn rất là nhiều nữa đấy các bác ạ. Vâng. Đây là những cái cây mà mầm màu hồng này thì em cũng xin phép được tạm so sánh là nó rất là giống những cái mầm của cây hồng tiên lửa này, đấy, hồng yên thủy này, hồng á hậu này, nó rất là giống những cái mầm của cây đấy, nhưng tuy nhiên là em không khẳng định đây là mặt bông ra màu hồng nhé, em không khẳng định. Thế nên là các bạn sau khi mua cây về các bạn mà sổ ra được những bông mà nó màu tương đối đẹp thì em chúc mừng các bác thôi, nếu mà em chưa nói là những bông màu hồng đấy. Nó có khá là ở luống bên này nó có khá nhiều ở đây và có những bông khá đẹp đây, mầm khá đẹp đây. Tiếp đến, xin giới thiệu sang phần thứ hai luôn. Đó là những cái cây màu trắng, những cái mầm thể mầm là mầm nõn chuối. Mầm nõn chuối là thường là hay sổ ra những bông cái trắng hoặc những bông ám. Thì em sẽ quay cho các bạn xem luôn. Những cái mầm màu trắng. Cây này thì cũng chưa phải là trắng hẳn, nhưng mà cũng đã xếp vào cái diện là mầm màu trắng rồi. Màu nõn chuối đấy. Và cũng tương tự như là mầm của màu hồng, thì cái mầm của màu nõn chuối nó cũng số lượng phân bố của nó cũng cực kỳ ít thôi. Các bạn ạ, cái này để bắt, em nhấn mạnh là cái này để bắt những cây ám hoặc là những cây năm cánh trắng. Đây. Đây là những cái mầm mà màu nõn chuối mà em tạm gọi là mầm nó để bắt cây năm cánh trắng hoặc cây ám nhé các bác nhé. Đấy. Đó, các bác nhìn thấy nó khác hoàn toàn những cái mầm khác đúng không ạ? Vâng, vừa rồi là một số mầm mà các bạn đã nhìn thấy để chúng ta bắt tiêu chí về cây những bông ám này. Bông năm cánh trắng này.
Đấy, và ở đây là cũng có thêm một số mầm nữa. Đây. Thường là những cái đầu nõn của nó sẽ mang cái màu nó khác hơn và cái lá của nó khác hơn. Đây. Đó. Tiêu chí nhé các bác nhé, để bắt những cây ám hoặc là những cây năm cánh trắng hoặc là những ra những bông trắng tuyền. Ở đây thì cũng có một số cây nữa này. Đấy, cái khu này thì vào khó nên là ít các bạn vào đây lấy cây. Thế còn khá là nhiều ở chỗ này, còn khá là nhiều cây. Đây, tiêu chí để bắt những cây ở chỗ này có 3 cây, 1 cây, 2 cây, 3 cây. Đó. Hai thể rồi. Đây, một cây nữa này các bạn này. Đấy. Những cây này là những cây dễ dàng để chúng ta mà để sổ ra những bông sáng đẹp. Thường là nhổ ra những bông sáng đẹp với những cây kỳ như thế. Đấy. Ở đây thì đây các bạn xem. Đây một cây nữa này. Rồi. Và cuối cùng là những cái cây thường. Đấy, cây thường thì nhà em nhiều. Cây thường thì nó mang cái màu sắc của nó là lá của nó lá thẫm đều. Lá xanh thẫm đều. Lá xanh thẫm đều thì thường cây nó phát triển khỏe hơn. To hơn, đẹp hơn, khỏe hơn. Các bác nhá. To hơn, đẹp hơn, khỏe hơn. Ví dụ như cây này chẳng hạn này. Ví dụ những cây này chẳng hạn đây, những khu này có rất nhiều cây đẹp. Ở chỗ này là một cái đường không, một cái thanh không, em đi hơi khó nên là em sẽ di chuyển ra phía bên ngoài kia để đi nó sẽ dễ hơn. Đây em sẽ quay cây thường cho các bác, những cây thường mà em bán. Tổng bộ combo em giao lưu cho tất cả các bác là 300.000 cho 10 chậu nhé, em bao ship cây thường. Cây thường như này 300k cho một cái bộ sản phẩm là 10 chậu lan phi điệp. Thì các bạn thấy rằng là vừa rồi cái chương trình triển lãm hoa lan ở triển lãm và thi ấy, hoa lan ở ở công viên Thống Nhất thủ đô Hà Nội thì em thấy rằng là chiếm tới 99% là lan phi điệp. Đấy, phi điệp và các loại năm cánh trắng, các loại cây hồng. Thì cũng xin phép được nói thêm một chút về cái chương trình đấy. Chương trình đấy thì cũng rất là ý nghĩa và có rất là nhiều cái hay và tạo lại cái sân chơi và cho tất cả các bạn thỏa mãn đam mê cũng như là hiểu được về cái cuộc chơi cũng như là giá trị của cây hoa lan rừng. Thì giải thưởng là một xe VinFast trị giá 1,2 tỷ, thuộc về một thầy giáo ở vùng cao, một cái tỉnh xa xôi của dải hình chữ S, đó là tỉnh Lai Châu, là của bạn Nguyễn Định. Đấy, một thầy giáo vùng cao. Và giải nhì là thuộc anh lính bay, cũng là một người lính ở tại thủ đô Hà Nội, là một cây hồng tên lửa rất là đẹp. Đấy, còn trong đấy còn có rất là nhiều giải khác nữa. Giải ba là một chậu năm cánh trắng Phú Thọ. Đấy, thường thường là những cái giải khuyến khích và những cái giải mà để cổ động cho cuộc chơi, là mỗi giải là trị giá là kèm 5 triệu thì đã có 36 giải 5 triệu đồng, kèm thêm 5 triệu đồng. Đấy, còn những cái giải giải nhì là 596 triệu cho xe VinFast. Đấy là cuộc chơi và em thấy rằng là cũng rất là hay. Và trong cái chương trình đấy thì lắng đọng rất là nhiều cái cảm xúc, đặc biệt là anh em yêu lan hội tụ cả nước về đấy. Đấy. Và những cái dòng phi điệp tím ấy được trang bị và được trưng bày ở trong cái chương trình thì cũng rất là nhiều. Và trong đó thì cũng có rất là nhiều giò lan phi điệp tím thường ấy, những cái tác phẩm phi điệp tím thường, nhưng tức là những giò lan phi điệp tím chúng ta không gọi là va đấy, thì cũng đã có được rất là nhiều các giải, đặc biệt là những cái chùm giải, ví dụ giải như là giải khuyến khích này, giải những giò lan phi điệp tím đẹp nhất này, đấy đã cũng đã thuộc về rất là nhiều bạn yêu lan ở khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là vùng các vùng mà phi điệp nổi tiếng như Hòa Bình, Cao Bằng và một số tỉnh bạn. Đấy, em thấy rằng là cũng rất là sôi động và cũng rất là hấp dẫn. Chính qua những cái thông điệp đấy và qua cái chương trình đấy thì em nghĩ rằng là em thấy cảm thấy rằng là cái sân chơi còn rất là rộng và mọi người còn có rất là nhiều anh em có nhu cầu để chơi. Đấy, chứ không phải là không không còn nhu cầu nữa, mà thậm chí cái nhu cầu chơi còn rất là lớn. Đấy, chẳng qua là đợt này thì nó ảnh hưởng một số thứ thì cái cuộc chơi nó vẫn được nhen nhóm và vẫn được phát triển ở một cái phạm vi nào đấy thôi, nó không lan tỏa như là năm 2017-18 về trước. Hy vọng rằng là qua những cái chương trình này thì sẽ mang lại nhiều cái sự lắng động trong cuộc chơi hoa lan rừng. Thì quay trở lại vấn đề bán hàng, trong video này thì em sẽ gửi gắm tất cả các bạn cái bộ combo sản phẩm
đó là những cái cây màu trắng nõn chuối như thế này. Đây, ở đây có hai cây các bạn này. Đấy. Những cây này để bắt đến cái năm cánh trắng và để sang những bông ám đẹp. Thứ hai nữa là cây hồng. Cây hồng thường nó bé hơn. Thường nó bé hơn. Đây, cây trắng này. Đây, cây trắng này. Cây hồng thường nó bé hơn đấy, để bắt màu hồng. Và những cây bình thường, cây bình thường cái này đây, các bạn nuôi đẹp thì nó sẽ lên làm mít. Đấy, bộ sản phẩm 10 chậu báo giá là 300.000, em bao ship. Toàn bộ cây đều là cây xổ số cả các bác nhé. Và đây là tổng quan vườn lan phi điệp tím của vườn lan Trung Mã Cao Bằng. Nó cũng đủ sức để em Trung truyền tải nhiều thông điệp về đam mê, về cuộc chơi cũng như là lan tỏa cho tất cả các bạn yêu lan, đặc biệt là yêu bộ môn lan phi điệp tím này. Và cái lan phi điệp tím này thì cũng khá là dễ chăm, dễ trồng thôi. Chúng ta có thể về, nếu mà nhà bạn nào mà có sân viên, khuôn viên sân vườn thì các bạn có thể ghép vào các cây xung quanh nhà để chúng ta thỏa mãn. Đấy, đấy là vườn lan của em. Các bác nhé, các bác mà lấy những sản phẩm hoa phong lan theo cái bộ combo đấy thì các bạn hãy nhắn tin cho em bằng cú pháp là nhắn tin qua số điện thoại 0949 26 1918. Thế quay sang cái chủ đề và vấn đề tiếp theo, đó là dòng lan kiếm. Trong chương trình này thì em xin phép được ghi lại cho tất cả các bạn cái dòng lan kiếm, đó là lan kiếm vàng cánh bầu Hải Phòng và lan kiếm tuyết ngọc, được em trồng tại trên cái giá này. Cái này thì thưa anh chị các bạn, là cái này thì em vì cái lý do mà em chăm tưới phun theo cái vườn lan phi điệp nên là cái cây của nó không được căng đẹp như là mình trồng ở dưới tầng thấp. Cái này là hàng mới trồng thì thực ra là các bạn nên trồng ở dưới chỗ thấp nhất là đẹp nhất, đừng nên không nên mang lên cao như thế này nhé các bác nhé, không nên mang lên trên tầng như này. Đây là cây tuyết ngọc và cây vàng cánh bầu Hải Phòng, có hai cái vàng cánh bầu Hải Phòng ở thằng bên kia, còn đây là tuyết ngọc. Thì vẫn bán giá cho tất cả các bạn một cặp như này là 200.000 này, hai thân như này. Hiện tại bây giờ em ươm là có măng mầm hết rồi, kể cả những cây như thế này, một cây mà có hai cái măng cái mầm kia các bạn lấy cũng vẫn còn rất là lợi nhé, rất là lợi thế cho tất cả các bác, các anh chị các bạn đấy. Cái này thì em nhổ cây ra gửi cho các bạn này cũng không sao cả đâu, nó không ảnh hưởng gì hết. Đây, một mẹ một con này, con như thế này là 200.000 bao ship, thì thưa anh chị các bạn là chúng ta quá là lợi khi chúng ta mua cây về sau một năm chúng ta đã có những cái giò lan và những có những cây trưởng thành rồi. Đây, cái này là hai thân một măng này. Đấy, những cây như này nó đắt tiền hơn, như cái này thì em bán được khoảng 300.000, 200.000 đến 300.000 cho một giò lan kiếm tuyết ngọc và vàng cánh bầu Hải Phòng. Những hàng này là hàng tại nhà em nên là em sẽ bán hàng bao ship cho tất cả các bác hết. Nên các bác nhận cây ấy thì các bạn chỉ tiếp nhận và thanh toán đủ cái số tiền mà các bác chốt trên đơn thôi, chứ không phải mất tiền cước các bác nhé. Đấy, đấy là cái chương trình em bán hàng trong ngày video ngày hôm nay. Đấy, mong tất cả các bác, các anh chị, các bạn chúng ta hãy hãy xem hết và hãy cho em những cái lời bình luận dưới cái phần tin nhắn của cái trong cái video này. Thì các bạn hãy để lại phần bình luận và tương tác với em Trung. Và hiện tại bây giờ với cái tiết trời nó nắng nóng như này và cái sản phẩm lan thuần ấy, đó là cái sản phẩm hữu hiệu và cái sản phẩm mà các bạn nên hướng tới để làm sao đấy cho chúng ta có cuộc chơi và chúng ta dễ dàng chăm cây hơn, phải không ạ? Đấy, còn thực ra là trong cái video này thì em còn muốn là truyền tải tới rất là nhiều thông điệp và nhiều các dòng lan khác nữa, nhưng mà thôi, trong chương trình này thì em chỉ quay lan phi điệp thôi. Còn các bạn có thể hỏi về lan kiếm, có thể hỏi về địa lan, lan giáng hương, đuôi cáo, cẩm báo, tam bảo sắc và các dòng lan kiếm, dòng kiếm mắm đấy, dòng kiếm tiên vũ, những cái cây mà bản lá to thì các anh chị các bạn có thể hỏi qua em trực tiếp qua số điện thoại. Em xin phép được đọc một lần nữa, đó là số điện thoại 0949 26 1918. Em rất là vui khi được phục vụ tất cả các anh chị các bạn yêu lan ở khắp mọi miền tổ quốc nhé. Em xin phép được tắt cái video tại đây. Xin được chúc tất cả các anh chị các bạn chúng ta dồi dào sức khỏe, bình an và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những chương trình phát sóng live stream tiếp theo nhé.